đâu, giờ đây bài đi mất, có còn nữa đâu. Xin hãy ăn đi, đừng đánh ra tội lắm bạn ơi. Hãy lại ngồi ăn cùng nhau mà cùng ăn uống. Cớ sao bạn buồn khiến mình cũng phải buồn theo. Yeah. À, đau, mày biết đau à? Tình anh em có chắc bệnh đâu. Mình ăn dịch đi rồi cùng nhau ngồi nói chuyện tâm sự. Mình quen. Ăn rồi, đỡ hết rồi. Giờ con dịch nó cũng không có còn nguyên, cũng không có đi đổi cái ông bán dịch được. Trả lại đi. Mày ngon mày không mày. Ăn cái con dịch bay búa giờ kia trả. Trời tức tốt á. Bạn bê không bê chỉ cho ăn là thôi đi ngủ đây. Ngay nữa. I love you. Con quê đó. Bạn kem đẹp trai quá trời. Bạn là ngỡ mũi nó không? Thấy không? Làm lâu rồi mày đi ngủ thôi. Bạn kem ăn xong dẹp dần bay luôn đi. Chào mọi người đi chứ.